Rồi xin chào tất cả các bạn. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đánh giá cũng như cảm nhận về cái việc sau khi mình thay đổi tỷ số chuyển động dây sên trong dĩa của chiếc xe Citroen SB nha các bạn. Sau một cái khoảng thời gian sử dụng cũng như là trải nghiệm khoảng 10 ngày thì ngày hôm nay mình sẽ rút ra một cái vài là đánh giá về ưu điểm, nhược điểm sau khi các bạn thay đổi tỷ số chuyển động đối với cái phần xe này nha các bạn. Thì chắc có lẽ bây giờ mình sẽ tiến cái cam gần lại để mình phân tích một vài vấn đề chia sẻ đến với một số bạn, một số anh em đang quan tâm. Ok các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến cái máy gần lại ha. Bây giờ đối với cái phần đánh giá các bạn, mình sẽ nói về cái phần khuyết điểm trước đi các bạn. Bây giờ đối với cái phần mà hạ chuyển động thì một số bạn, một số anh em am hiểu về tỷ số chuyển động thì chắc chắn một số bạn, một số anh em cũng sẽ biết rằng ở một cái việc khi hạ tỷ số chuyển động đối với xe máy thì hiển nhiên cái khuyết điểm đầu tiên của nó mang lại cho các bạn đó là về cái việc xe của mình sẽ tăng tốc ở nước đầu, nó sẽ mất tốc nha các bạn. Tức là nó không cái kiểu như là nó sẽ lên một cách từ từ. Còn đối với riêng với dòng xe Yamaha, hầu như một số bạn, một số anh em đều cho rằng nó dư máy. Thì mình ở đây mình cũng sử dụng xe Honda và da mình cũng biết cái chuyện đó các bạn. Thì mình khẳng định với các bạn một điều luôn, đối với dòng xe Yamaha lúc nào cũng dư máy. Do đó sau khi hạ cái tỷ số chuyển động lại thì cái máy xe này nó sẽ đề ba yếu lại và cái nước đề ba nó sẽ không bốc nữa các bạn, nó sẽ ì, nó lên một cách từ từ như những dòng xe Honda luôn. Và kể cả luôn cái này thật sự mình khi mình hạ chuyển động luôn các bạn, thật sự cái hậu nước hậu nó giãn ra, nó không lên lẹ nữa, nó giãn nó lên tốc độ max mid rất là lâu luôn. Nhưng mà được cái phần nó có cái chớ, thì đó là cái khuyết điểm của nó các bạn. Còn một cái khuyết điểm thứ hai nữa mà một số bạn, một số anh em đã từng trải nghiệm rồi, mình nói ra cái phần này nữa là một số bạn, một số anh em coi có nó đúng không nha các bạn. Khi anh em mình thay đổi tỷ số chuyển động đối với phần xe này, khi mình vào số thì mình tin chắc chắn rằng một điều, đối với một số bạn mà hạ chuyển động buộc phải chỉnh côn nồi lại. Tại vì khi đề ba nó đã chậm mà cái chớn nó đi các bạn, cái quán tính khi các bạn cắt con á, cái chớn nó dữ lắm, do đó vô số là vô số bị sốc số, tức là số cứng chứ không phải sốc số các bạn, vô ngay cớp vô mà nổi. Thì đối với cái việc hạ chuyển động này là buộc phải chỉnh côn, cái độ côn hở ra một tí chứ không sát được nữa các bạn. Thay vì lúc trước mình xài 14-40 zin của nó thì mình chỉnh cái con nó phù hợp rồi, thì buộc ở đằng này khi mình hạ tỷ số chuyển động nó mất tốc nhưng mà nó có cái chớn nó lên lâu, thì bạn khi mà các bạn vô số nó có chớn, do đó cái số của phần vô số nó rất là khó luôn, do đó phải hạ cái con ra cho nó kéo cái độ giãn lại thì các bạn vô số nó sẽ im sẽ mượt lại. Thì đó là cái phần khuyết điểm hai, cái phần lớn nhất đối với cái khi anh em mình hạ chuyển động thôi ha. Còn về bây giờ mình sẽ nói đôi phần về cái phần ưu điểm đi các bạn ha. Bây giờ cái ưu điểm đầu tiên mà mình muốn đề cập đó là về cái vấn đề khi anh em mình đổi cái phần con nhông 15 này lên răng, tức là con nhông nó sẽ bự lên, thì hiển nhiên cái việc mà cái dạ dây sên trên này nè nó sẽ được cao lên. Thì khi mà nó cao lên thì nó hạn chế cái việc cái dây sên mình khi lăn á, nó sẽ ít chạy vô cái phần cao su này, do đó nó sẽ đỡ phát ra một cái tiếng o giữa cao su và sắt luôn các bạn. Nó hạn chế mất tiêu tiếng kêu, cũng như nó cao lên và nó ít cái cạ vô, do đó cái máy mình chạy nó đỡ nặng hơn nữa. Thay thì lúc trước các bạn không nhông 14 á, nó nhỏ xuống, cái dây sên mà nó không thẳng đường hàng, nó đi tới đây xuống tới đây nó cập xuống, hiển nhiên nó bả cao su này. Đó là một cái ưu điểm đầu tiên khi các bạn thay thế ha. Còn nói về cái vấn đề mà vận hành cảm nhận đi các bạn, thì đối với xe mình thì các bạn cũng biết là mình ở vùng đồng bằng, do đó là ít có cái việc mà chạy lên dốc xuống dốc hay đèo núi. Thì cảm giác khi mình chạy một mình và một chở một người nữa thì nó rất là phù hợp nha các bạn. Tức là mình đi đồng bằng không lên thì cái đề ba đầu tiên thì các bạn đã cũng biết là nó sẽ yếu đi dần, nó phải cần có một cái độ chớn như vậy nó mới im ha. Rồi ok, còn nói về cái phần mà cái ưu điểm nữa thì các bạn cũng biết vài hôm trước mình đã đo lại cái độ tiêu hao nhiên liệu đối với cái phần sau khi thay dây sên trong dĩa phần xe này. Thì trước đó mình đã đo trước các bạn, khi mà zin nó đạt khoảng 74 cây
km trên một lít xăng. Thì sau khi mình tăng hạ tỷ số chuyển động xuống, mình chạy ga đều, ga không thốc ga, vẫn cách chạy đó, thì nó sẽ đỡ tốn nhiên liệu thêm tầm khoảng dao động 2 đến 3 cây một lít. Mình cũng có đo rồi, mình có up trên kênh của mình rồi các bạn, thì nó được khoảng tầm dao động 76 cây một lít ha. Rồi, còn nói thêm một cái phần nữa mà một số anh em cần chú ý cái phần này các bạn. Mình xin nhắc lại, tùy theo điều kiện vận hành của các bạn, môi trường và địa hình của các bạn đi. Nếu như một số anh em ở vùng đồng bằng thì có thể hạ chuyển động, chạy một cách điềm đạm, nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu thì các bạn hạ chuyển động ha. Còn các bạn mà thường hay chở hàng nặng, hàng mà đi lên dốc xuống dốc nhiều á, tốt nhất là các bạn đừng nên hạ giống mình. Tại vì nó mắc cái nước đề ba, nó yếu lắm. Cái nước đề ba nó rất là chậm nha các bạn. Và cái hậu nó lên rất là chậm luôn. Nó tức là nó giãn ra. Thì khi như vậy các bạn mà chạy vượt xe khác nó cũng lâu, cũng rất là nguy hiểm. Rồi như vậy là cái coi để mình coi còn một vài vấn đề gì cần lưu ý đến một số bạn hay là không đây. Thì bây giờ tóm lại như thế này, mấu chốt như thế này nè các bạn. Nếu trong trường hợp một số anh em đi đường đồng bằng, ít đèo dốc và ít chở hàng nặng ha, ít chở hàng nặng, nói chung trọng tải mát mít, khi mà các bạn hạ chuyển động giống mình á, thì tổng trọng lượng trên xe tầm khoảng 120 kg quay đầu là chạy ok nha. Còn hơn nữa, ví dụ như hai người cộng lại mà trên 120 là xe chạy hơi yếu nha các bạn. Còn nếu các bạn đi một mình thì vô tư à, một mình thì các bạn có thể tăng chuyển động chạy thoải mái, chạy rất là nhẹ xe và êm xe luôn. Tại khi mà nó dư máy các bạn, thì bây giờ các bạn hạ chuyển động thì chạy nó sẽ liệm cái máy xuống. Tức là mình sẽ phân tích ở phần này chút, thay vì ở lúc cái phần mà xe các bạn zin á, các bạn cầm ngay một bức ga đó nó lên rất là lẹ, và nó lên tới cái bức ga đó thì nó tầm khoảng ví dụ như các bạn cầm ga đó nó chạy được 40 km/h, đúng không? Thì khi mà các bạn hạ chuyển động xuống, nó có thể kéo nút giãn hậu cho các bạn khi mà các bạn cầm cái máy đó, cũng là cái ga đó, nhưng mà cái máy nó sẽ liệm hơn, nó nhẹ hơn rất là nhiều luôn các bạn. Nó không phải hụ đâu, nó đi điềm đạm giống như xe Honda vậy đó. Nó cho các bạn một cái cảm giác là nó phiêu, tức là chạy một cách điềm đạm chứ không có hóc búa nha các bạn. Đó thì các bạn nên hạ. Còn đối với cái việc mà anh em ở vùng mà cao này kia thì tốt nhất nên tăng chứ không nên hạ ha. Tại vì các bạn cần cái máy khỏe thì các bạn tăng chuyển động, còn các bạn muốn đi nước cuối ga cuối, đi máy nhẹ im thì các bạn hạ chuyển động ha. Thì chốt lại cái luôn các bạn, bây giờ nếu như một số anh em cũng đang thắc mắc và quan tâm ở cái vấn đề nên hạ tăng như thế nào cho hợp lý, thì trong nếu mà tính kỹ trong thông số thì các bạn không nên tăng hạ quá 0,3. Thì cái biện pháp này mình hạ chỉ có 0,2 thôi các bạn. Một là các bạn có thể lên một con, cái cách đơn giản nhất, một là các bạn có thể hạ nhông hoặc nâng nhông ha, cho nó mau thao tác lẹ. Còn nếu mà các bạn mà nâng dễ hạ dễ thì nó sẽ khó thao tác hơn. Đối với một số anh em buộc phải có máy tháo này kia hay là mở những con ốc này không được á thì nó khó khăn. Nói chung là tùy theo cái cách của các bạn để tăng hạ thôi. Đối với một số anh em mà tải trọng nặng tí á, thì có thể nâng cái dĩa sau lên 2 răng hoặc hạ ở trước 1 răng. Còn nếu mà hạ chuyển động thì giống như mình, tăng cái con nhông này trước lên 1 răng là như vậy ok. Thôi chắc có lẽ là ngày hôm nay mình trình bày cũng như chia sẻ đánh giá cảm nhận một số vấn đề gỡ đến một số anh em xem tham khảo thôi. Nếu mà trong video này thấy cái gì thiếu sót thì các bạn cứ bình luận ở dưới dòng video đi nha các bạn, rồi anh em mình trao đổi thêm. Chứ nếu mà nói thật sự nói thì mà lên một cái video rất là nhẹ, dài, cho đó một số anh em cũng coi cũng chán nản ha. Và ngoài những cái vấn đề mình trình bày còn thiếu sót thì anh em cứ bình luận trao đổi mình theo hướng tích cực nha các bạn, để rút ra những kinh nghiệm để anh em cũng có thể là cảm nhận trên chiếc xe của mình cho nó phơi hơn ha. Rồi ok các bạn, thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, tất cả anh em đã xem cái video này của mình. Rất mong được sự đồng hành cũng như ủng hộ của các bạn. Nếu như các bạn thấy video mình hay hữu ích thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo. Và bên cạnh đó, hiện tại mình đang kinh doanh một số dòng nhớt dành cho xe số, xe tay ga và một số sản phẩm phụ gia, cũng như về việc là nhận mua hộ phụ tùng
thay thế chăm sóc xe tại nhà cho một số bạn anh em là khách hàng nhất bên mình luôn. Nếu một số anh em có nhu cầu thì liên hệ đến mình qua số điện thoại là 0868093309 và các bạn Zalo của mình nha các bạn. Rồi, thân ái kính chào các bạn. Công đoạn cuối cùng là mình chỉ giáp gạt tay lại thôi. Đây, bây giờ mình cũng đã vệ sinh lại cũng như là tra phần mã bò nhất các bạn, rất là im ha. Rồi ok. Bye bye các bạn.